lên không, lên không, xin cho nó ra một tràng vỗ tay. Vâng, rất có chạy rồi. Vâng, xin mời hai đội tạm nghỉ, xin mời giải hai lữ trị giá 6 triệu đồng. Đội Yến Nhi của Nghệ An, Đức Thắng Đô, Nguyễn Thị Nhàn của Quảng Trị xin theo, xin mời hai đô vào thẳng. Vâng, và hiện nay hai đô mới chỉ ngồi ở ghế ban tổ chức, chúng tôi còn chưa kịp thông báo thì đã có một nhà tài trợ là nếu như đô không sai thắng là có một nhà tài trợ thưởng là 1 triệu đồng. Vâng, xin trân trọng giới thiệu ở giải ba lứ, đô Nguyễn Thị Lộc của Bắc Linh đã nhì thắng mang đai đỏ, và đô Nguyễn Thị Thúy của Thái Nguyên xin theo. Xin mời hai đô vào giữa thảm để chuẩn bị xe này. Hai đô chuẩn bị xe này. Khi ban tổ chức chúng tôi đọc đến đô nào thì các đô chuẩn bị trang phục luôn.
để thi đấu liên tục, cống hiến phục vụ cho bà con nhân dân. Vâng, làm gì được không? Đội đại đỏ sang xong rồi. Liệu có tiếp đuổi được không? Vâng, rất khó khăn. Vâng, đội phù xanh rất kinh nghiệm. Vâng. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin thông báo luật vật dân tộc của chúng ta. Khi cả hai đô đều có một phần cơ thể của mình bước ra ngoài khu vực vành đỏ thì chúng tôi mới xử là ra ngoài. Còn khi một đô, một phần bộ phận trên cơ thể ra bên ngoài thì chúng tôi vẫn tiếp tục cho các đô thi đấu với nhau. Vâng, lên không? Lên! Lên không? Xin cho ta một tràng vỗ tay. Vâng, rất khó chạy rồi. Vâng, xin mời hai đội tạm nghỉ, xin mời giải hai lữ trị giá 6 triệu đồng. Đội Yến Nhi của Nghệ An, Đức Thắng, đô Nguyễn Thị Nhàn của Quảng Trị, xin theo, xin mời hai đô vào thẳng. Thi đấu. Bây giờ nếu như là bây giờ phải thắng một cái lèo nữa, khảo qua một cái lèo nữa được thì mình sẽ vào đánh tiếp. Vâng, hai đội thi đấu rất tích cực. Vâng, và trong trận đấu này, nếu như đội Nguyễn Thị Thúy của Thái Nguyên mà thắng, phần thưởng sẽ là 3 triệu đồng. Vâng, ban tổ chức treo 1 triệu và có hai mạnh thường quân ở phía sau là thưởng cho mỗi người 1 triệu. Như vậy, nếu đô đai xanh mà thắng trong trận đấu này, đô xanh sẽ giành phần thắng là giành phần thưởng là 3 triệu đồng. Vâng, hai đô cố lên. Và liệu rằng đô Nguyễn Thị Lộc của Bắc Linh sau khi đã nhị thắng rồi có bảo vệ thành quả của mình được hay không? Vâng, làm gì được không? Vâng, rất khó khăn. Làm gì được không? Vâng, lại chạy rồi. Vâng, ngoài rồi, hai đôi vào giữa thảm. Xin mời hai đôi vào giữa thảm. Vâng, với sức trẻ của mình và lợi thế thân hình cao hơn, to hơn, và với kinh nghiệm của mình, liệu rằng đôi Nguyễn Thị Lộc của Bắc Linh làm gì để đoạt thắng trong giải ba lữ này? Vâng, bằng một kỹ thuật cuốn xoắn rất đẹp mắt, hai đô vào giữa thảm. Chúng tôi xin công bố kết quả ở giải ba lữ trị giá 4 triệu đồng, đô Nguyễn Thị Lộc của Bắc Linh đã toàn thắng giải ba lữ. Vâng, xin mời đô Nguyễn Thị Lộc đứng giữa thảm. Và ban tổ chức chúng tôi xin gửi lại 2 triệu đồng của các mạnh thường quân ở phía sau là treo cho đôi Phố Xanh thắng. Giải 3, treo cho đôi Phố Xanh thắng. Nhưng mà không may là đôi Phố Xanh đã xảy chân rồi. Thì ban tổ chức chúng tôi sẽ gửi lại xin 1 triệu của ai ạ? Giới thiệu cô đến từ Xuân Thư lên trao giải cho vận động viên nữ giải 3. Xin mời đôi Xuân Nhi và Nguyễn Thị Nguyệt ở lèo 1 triệu lữ. 4 triệu. Chuẩn bị trang phục. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Xuân Thư trong ban tổ chức lễ hội vận nàng Dương Nôi nên trao phần thưởng cho lữ vận động viên đã đoạt giải 3. Xin đề nghị nhân dân cho một tràng pháo tay. Vâng. Xin chúc mừng thành tích của đô Nguyễn Thị Lộc của Bắc Linh. Xin kính chúc cho gia đình đội Nguyễn Thị Lộc một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn. Vâng, và ở giải leo trị giá